Đây lươn đồng đàng hoàng chứ không phải lươn nuôi đâu nha, lươn đồng. Cảm ơn bạn tặng cho mình mấy con lươn đồng. Trưa nay làm hai món, ngắm khung cảnh đồng quê, làm hai món lươn kho sả với lại lươn nấu canh chua đi, lá giang. 2, 4 5 con hả? Nước ấm ấm thôi nha, nước mà sôi quá là thất bại á. Về chết. Rồi làm thịt lươn thôi. Lươn. Làm thịt. Dễ, rất dễ. Vừa cái rồi hả? Vừa sơ cho nó. Hết cái nhớ cây rồi. Nóng sẵn nè, luộc luộc sơ hết nữa là luộc sơ về hết nhé. Cái loại lươn này lươn đồng nữa, nó không có tanh, sợ gì con lươn à. Lươn mà lươn nuôi ấy, thì sợ nó tanh, lươn đồng nó đâu có tanh rồi sợ. Cơm đây nè, cái này lươn chín là cơm chín. Lươn hai món nha. Lươn hai món nha bà con. Chiếu này hơi lục. Ừ, chiếu này khá hơn không? Chiếu này khá hơn chút. Cái hai lá giang cái bỏ vô cái nấu canh chua thôi, không có gì mà phức tạp. Còn con nhỏ xíu. Xong một con, một con hai con ba con bốn con rồi, quá đẹp. Thank you.
5 con. Rồi, chia làm hai nồi. Kho thì ướp xả. Vậy. Còn nấu canh thì hồi này nấu canh đi. Nấu canh nồi kho. Nấu canh thì sắc khúc bự. Nấu canh 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc. Rồi, xong. Đây, đi nước vô là xong. Chứ quê mà lá giang với xả là bao la hay không? Cái bụi xả đâu? Xả đi bên này. Hả? Xả đi đó, xả đi này. À, ngạch đường phải không? Thôi mình đi hái lá giang trước đi. Đó, đi hái lá giang rồi. Rồi nước nó chảy thành thành dòng luôn, như dòng suối luôn. Này. Hơi căng lắm nha. Đó. Cũng hơi căng, cái đường hơi trơn á. Hay. Gà bao la. Rồi xong rồi. Hôm nay mình nấu canh chua lá giang. Với lại canh chua lá giang với lại lương chứ không phải gà.
họ lấy vàng hay mơi không? Mơi quá mơi. Sao hồi này, chỉ cần một chút xíu thôi là nhiêu đây nè, các vị. Rồi vô thôi. Đó. Rồi con chủ làm món gì đây? Canh chua. Ừ, canh chua hả? Canh chua lá giang. Lương đồng. Nè lá giang đồng luôn nè, lương đồng nè. U mà lương. Nghệ, xả. Rồi canh chua nè, phải không? Đây này canh chua nè. Canh chua lương đồng luôn nè. Rồi con lên đi. À, cứ hẹn bữa nay hấp dẫn, có một bữa cơm ngon lành. Hai con chó con. Dầu với hành tỏi được vô mới đúng bài chứ làm thấy nha. Tưởng nó làm gia chiến ở đồng quê mà chi mà cầu kỳ dữ. Làm phải đúng bài bản. Ngại ớt được vô. Để đây. Đó. Chút nữa coi ra thành phẩm ăn bữa cơm đồng quê nha. Hứa hẹn là sẽ rất ngon, khi nào thành phẩm quay tiếp. Thành phẩm nè, chút nhớ bỏ ớt cho cay nha, người lớn ăn không à, không có trẻ nhỏ ăn. Nên cứ bỏ ớt cho cay, thiệt là cay đi. Đó, lá giang. Lương đồng đồng hoài nha. Nước nở lương đồng là phải nứt ra vậy mới được. Lương đồng phải nứt, nó nấu lương đồng là phải nứt ra. À vậy hả? Chứ lương đồng mà không nứt là không ăn được. À, bạn cho mà bạn cho không lén cho mình đầu điểu. Này kho. Xả nghệ cũng đồng luôn. Đó, sau ngắm cổng cảnh đồng quê thoải mái. Đó, chút nữa dọn cơm ăn bữa cơm bữa trưa tại đây nha. Tiếp tục ăn làm công việc. Đây là thương đồng với nội vắng không ha. Vắng nè. Ruột nè, trật. Ba khoan gì, bốn khoan gì ăn chút đồ hưởng trong đó nè. Bốn khoan, ba khoan gì vô bụng hết. Chập nia ha. Chập nia luôn. Hai con nha, khoan trắng khoan đen là cái con đó nó độc hơn khoan vàng khoan nhanh hơn. Con nào cũng độc rồi, con đó nè nhanh hơn gan. Nhanh lắm. Gà hàng gắn này cắn cây độc hơn hữu mang, chết nhanh hữu mang chứ không phải vậy nè. Nia độc hơn hữu mang luôn. Năm nia trưa nay làm miếng này bộ ha. Ủa, ăn gì đơn giản như vậy, ăn gì cháo nè, cái dẫn vị canh chua, cá lương kho, rắn, rắn nè, rắn hầm nấu cháo, đu đủ nè, củ mì nữa nè, củ mì nữa hả? À, rồi là củ mì nữa nữa nè. Rồi ăn đi. Đưa mình đẩy cái ăn. Quay ăn thì là quay ăn. Ăn đi, ăn đi. Ngon, ha. Nó ngâm ba cái hầm nam. Ờ, tợ. Quá ăn. Nè, nó bắn là trắng. Nó không được gánh. Má ăn thì chết.
chị ăn không bổ hả? Đồ mày nấu ra thịt chín rồi mày ăn mà thử bổ không? Thì bây giờ mình ngâm chị. Còn phải thành cái phần không phải đừng gắn á. Con này với bụi lương bán 1 triệu đi. Bán để 200 ngàn cũng được đó. Mình tặng 1 cái thịt bò về ăn. Tại mình ăn gắn không được, đúng mẹ ăn 1 cái thịt bò về cái em ăn còn ngon đúng không? Ha, cái thứ khác không ăn. Không được ăn mắm. Mình cứ nghĩ vậy đi. Tham mua mẹ con này cũng được ăn. Giờ mình ăn gắn không được thì mua thịt bò, thịt dê, thịt heo gì đó mình làm đổi mẹ nó dần ăn. Chính mình bỏ vô lại chứ để mà nói có hàng nó giờ nào đã nấu gần chín là bỏ vô đủ mẹ cái tao hồi cháo rồi chín trước cái đủ vừa dính lỡ gặp cái non á đó ngon ngon con nấu được canh thì đủ nè đủ đã không sao được canh kiểu qua đây những gì cũng có chả ớt này. Thoải mái quá, quá đã. Đang làm gì anh Dương? Đang làm gì vậy? Ủa má có món ngon vật lạ đến điện anh với gái qua đây ăn chơi mà anh làm thì tên thủ chạy qua liền đi. Chưa? Vậy hả? Mới bắt được con rắn hổ chúa nè, mã ba phan à. Ông thầy tôi bắt, ông anh em bắt nè, mới nấu cháo vừa xong, điện điện để nó vòng vòng đây điện qua nè. Ngon quá, ngon quá anh Dũng ơi. Nè, lương kho xả ớt. Giờ làm mới suy nghĩ mới làm mà chứ chưa canh chua lương mấy gì mười mấy mới làm mà nè, canh chua lương nè, chưa có ăn gì hết luôn, rồi đang dọn lên rồi nó bắt đầu điện qua nè, ủy quyền luôn. Mẹ chạy qua ăn đi, chạy qua ăn miếng vậy. Đâu mình ăn chứ không nhậu, không ai nhậu hết nè. Có ai đồng nhậu? Đâu có thiệt, không có nhậu gì hết. Em sợ nhậu quá.